Đây nè anh, cái mẫu mà người ta mới gửi về cho em nè, giống như thế này, nó có một chút độ ẩm, em nhớ nó có độ ẩm đi kèm. Đó, một cái tảng thế này, đây thế này, 100% cái này là toàn như là từ cheese không à, phô mai không á, nó toàn phải là từ phô mai không. Đây là nó chả đọc được cái nhãn hiệu nào nó, nhưng mà nó từ phô mai ra. Bên trong á nó còn khá mới, có thể là một số lớp bên ngoài nó bị ảnh hưởng với thời tiết hay gì đó, rồi nó bị rong rêu đóng nó nè, tại vì nó để chắc cũng hơi lâu rồi. Hiện tại ở kho đó là người ta còn được 4 công, một tháng sẽ có được cỡ là từ 3 đến 4 công, như mấy thế này đây.